siêu đỉnh. Mấy con quỷ gì đâu. Hello mọi người, Cam đang ở dưới quê nè, cho nên là hôm nay Cam làm cái video này để quay một ngày của Cam ở dưới quê như thế nào. Thường thường ở dưới quê sẽ dậy sớm hơn khi mà Cam ở Sài Gòn. Cái nhịp sống ở đây nó cũng chậm chậm á, cho nên là mình làm gì mình cũng thấy thoải mái, nhưng mà ở lâu quá thì chắc sẽ không quen. Nếu mà mình đã ở Sài Gòn lâu rồi. Thôi bây giờ Cam sẽ đi ăn sáng nha. Bản thân mình nghĩ đây là những cái điều không thể, nhưng mà cuối cùng vẫn có tòa thánh xuất hiện ở đây và đã tồn tại ở đây cả trăm năm rồi. Thì đương nhiên Cam tin rằng là điều gì cũng có thể hết đó mọi người. Và thêm một điều nữa, không phải là những cái thế bạch dán cơ về để chỉ hút tất cả những cái bản vẽ để mình biết là mỗi ngày họ dán cơ về họ chỉ một chút xíu, mà Đức Hộ Pháp chỉ biết làm bao nhiêu đó thôi, làm xong ngày hôm đó rồi thôi, xong rồi không biết là ngày hôm sau sẽ làm gì, và tiếp tục ngày hôm sau lại được nhận những thông tin là hôm sau phải làm cái gì đó. Mọi người thấy kỳ diệu không mọi người? Ngày trước á, ở đây á, cái chỗ mà Cam đang đi ở tòa thánh nè, ở đây là rộng tầm khoảng 100 hecta, ở đây là rừng không á mọi người. Thì tòa thánh họ mới mua lại cái miếng đất rừng này và làm nên tòa thánh cao đài. Mọi người có để ý á, một tí Cam sẽ quay ra phía xa, quay xa tòa thánh để mọi người thấy á, cái kiến trúc của tòa thánh á, nó không phải là ngang như những tòa nhà bình thường. Khi mình nhìn từ trước lên đó, nó không phải là nhìn bằng ngang mà nó là chiếu xuống vậy đó mọi người, đó nó là hình dạng
của Đức Phật Pháp đứng không mọi người? Mọi người có biết tại sao lại nhiều đầu rắn như vậy không? Bởi vì mỗi đầu của con rắn là đại diện cho một tính cách của con người, đó là giận hờn, vui sướng, hạnh phúc, đau khổ, vân vân. Đó, đó là những cái mà con người, những cảm xúc mà con người mình phải trải qua, nó đại diện cho những cảm xúc của con người. Ở đây là rừng thiên nhiên nè. Ngày xưa ở trong rừng thiên nhiên sẽ có một công viên dành cho mấy đứa con nít á. Thì cái thời của chị á, cái thời của chị là giống như thời hoàng kim vậy đó. Con nít mà, đứa nào cũng thích đi chơi, mỗi lần mà muốn đi đâu á là sẽ vô rừng thiên nhiên. Hôm nay có hồ bơi nè, có kỹ chưa, có hồ bơi, có mấy cái trò chơi thuộc thuộc rồi đó. Còn ở đây là thủy rất là nhiều, cái đó là bình thường. Ừ, nhiều á. Ví dụ đang chơi cho đứa con thủy ăn cái gai á thì nó sẽ bò ra nhiều lắm. Ủa, nó dữ lắm. Ủa, nó là dữ, dữ dữ. Những sự kiện lớn á, người ta sẽ tổ chức ở đây. Ở Tòa Thánh á, thì một năm có hai sự kiện lớn nhất, đó chính là vào tháng Giêng, đó là ngày 9 tháng Giêng, đó là đại lễ vía Đức Kitô. Và lễ lớn thứ hai đó chính là rằm tháng 8. Rằm tháng 8 là hội yến Dương Chùa Cung. Đó, và ở giữa là cây Bồ Đề, mọi người thấy không? Theo như truyền miệng, và Cam cũng tin rằng là khi mà ngồi dưới cây Bồ Đề đó, lá Bồ Đề rơi xuống, mình nhặt được chiếc lá đó thì điều ước của mình đó sẽ thành sự thật. Xe chạy trời mưa chạy vô đâu được đâu. Còn bây giờ thì làm đường lại rồi, cho nên là đi vô rất là dễ. Đặc sản ở Tây Ninh là mấy cái món giống như là thịt luộc bánh chua này mọi người, với lại lẩu bánh canh. Nhắc đến Tây Ninh thì không ai quên nhắc đến bánh canh Tây Ninh hết. Và đặc biệt là ở đây người ta sẽ làm giống như cái lẩu gì đó mọi người, mình ăn gì mình sẽ bỏ đồ ăn vô. Cam nhớ là Cam có làm một video về cái bánh canh Tây Ninh này,
mà chỗ đó là chỗ khác, ở đây là một chỗ khác nữa. Chỗ này nhìn nhìn dân dã hơn, nhìn quê hơn, kiểu chỉ có người dân ở đây thì họ sẽ biết thôi, giống như quán nhậu vậy. Để đợi món ăn ra rồi xem nó có ngon như là cái chỗ hồi bữa Cam ăn không nha. Mình cho rau nè, thịt, xong rồi vô cuốn. Đặc biệt là cái ăn mắm chua này mọi người là sẽ có đậu rồng. Đậu rồng rất là ngon, kiểu giòn giòn. Đó, cuốn lại có cuốn giò to nè. Xong rồi chấm vô cái mắm chua. Không thì không nói được, tại vì ngon không tả được. Ngon. Mấy con quỷ gì đâu. Ăn xong hết rồi nè mọi người. No nê. Bây giờ là về Sài Gòn để tiếp tục làm việc thôi. Sau một ngày được nghỉ ngơi. Bye bye mọi người. Vẫn là một con cũ. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và bây giờ là một con mới nữa. Subscribe kênh của Cam và like cái video này giúp Cam nha. Bye bye mọi người.